Con này. Rồi. Ăn đây. Hả? Ít này sao đủ? Đủ cái gì? Đủ sao tối ăn. Ôi, cái này không phải để tối ăn. Chia phần à? Chia phần gì vậy? Đây. Từ từ nào đấy. Ok, ông này, ông biến mẹ to đây rồi, chứ sân béo ăn nhiều cho nó to nhá. Đấy. Người ta có cầu, tại vì thực sự thịt lợn nó lên giá đấy. Thì Tết thì em sợ nhà anh em ở nhà chỉ có mỗi bánh trưng đỗ không bánh trưng nhân thịt. Đây đấy, thì hôm nay em muốn biếu anh em mọi người một ít thịt về nhà ấy bánh trưng nhá. Anh em. Mày kêu gì con lợn mày không ăn à? Con. Tên kêu. À. Shop bán Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng hay đến ngay với shop vietthoaivlog.com ủng hộ mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy, chào tất cả anh em quay trở lại cả clip mình. Đấy thì mọi người ạ, thì mày xin đi. Chồng bông. Đấy thì cũng hơi gió này là anh em nghe chắc chắn sẽ ù một thôi. Bạn đi lui đây cũng gió ù nữa, các bạn nghe. Đấy, thì hiện tại bây giờ anh em đang ở nhà chị mình. Cái này. Nhìn cứ kia luôn. Đây là video ý nghĩa và video tán gái thôi nhá, không phải video vớ vẩn nhá. Đấy thì gọi thì nhưng mà người biết đấy thì thật sự là đối với mọi người biết là mình là bây giờ cũng không tiền rồi đúng không? Và vay được bạn mình không thằng nào nó cho mình vay. Và cái đen nhất là cái thằng mà chí cốt của mình thân nhất là từ trước giờ mà nó đi Hàn Quốc về và nó cũng bỏ rơi mình. Đấy. Thì đúng là mình có thể có tiền nhưng mà mình chỉ có tiền đô la âm phủ ấy. Đấy, như mọi người xem ở đây. Mình cứ nghĩ là hôm đấy mình sẽ vay nó được tiền để mình sẽ dán lại sẽ mua lại đôi dép khác. Nhưng mà này mọi người nhỉ. Đấy, đến nỗi mà bây giờ đôi dép của mình vẫn phải đi thôi này, mọi người biết là mình như nào ạ. Nhưng mà thôi không sao cả. Nhưng mà với mình nghèo cho sạch rách thơm luôn. Đấy nên là nên như nào đi nữa thì hôm nay cũng là 24 Tết rồi. Là cái ngày là tất cả anh em trong team mình sẽ về quê ăn Tết. Trong mình có Đăng Đen, Sơn Béo và nói chung tất cả anh em chính béo hy nữa kiểu nữa. Đấy thì bây giờ mình sẽ, mặc dù mình không tiền đâu, nhưng mà mình tất cả anh em đã đến với mình là nhờ được mình giúp đỡ và cũng là mình được như này cũng là do anh em giúp đỡ. Nên là cho dù mình không có tiền thì mình vẫn muốn là có một cái món quà gì đó, vẫn có một món quà gì đó để dành tặng cho tất cả anh em của mình là về quê ăn Tết. Để có một cái Tết mà là ấm no hạnh phúc gì đấy. Đây, con này ra mày. Đấy thì như mọi người biết đây là cái bia Harlequin. Đấy, nhìn này mọi người nhìn này. Đấy. Trông đẹp không? Đấy, nó thật sự là rất ý nghĩa. Tết thì chắc chắn là tặng thùng bia là nó quá ý nghĩa rồi. Thì bia này mình cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà không có tiền này thì mình cũng có vay được một số tiền rồi. Thì nó cũng không nhiều đâu, nhưng mà đủ để mua cho tặng anh em mỗi nhà mỗi anh em một thùng bia một nhá. Đấy thì hiện tại bây giờ tất cả anh em đang ở bên quán thì mình sẽ về quán, mình sẽ gọi tất cả anh em qua đây để tặng mọi người nhá. Đấy. Đi, ok. Đi. Nói chung là đường quê giờ đang nhộn nhịp không khí Tết, hiểu không? Nhìn lá cờ đẹp không? Đấy. Tối là lấp lánh, đẹp lắm. Điện đường ngoài mới lấp lánh. Mẹ lỗ. Đây mọi người như mới giải quyết rồi. Đấy. Mới sắm quả, mới sắm quả lên nãy đây, nhưng mà chẳng qua là bây giờ chưa bật thôi. Thôi. Vẫn vô tư lắm. Không bởi vì buồn đâu. Ok anh em ơi, tại sao không biết là anh em liễu ấy rồi mà sao nhỉ? Đây. Nhà nhìn có cái thằng quảng té này nó ngồi nó chăm chỉ nó làm việc này. Đúng rồi, công nhận thật sự mọi người luôn trong team mình cũng mỗi thằng này là cái thằng chăm chỉ nhất. Dậy anh em dậy mất. Mọi người anh em ơi. Sao lại, đó rồi. Đang nghe. Thằng mẹ châu Phi này. Dậy. Dậy. Bảo dậy. Có quà. 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 Thế. Quà. Muốn đâu. Có thì đi các cháu. Người đại gia hả? Không phải kia đâu. Có vai đây, có vai này. Thôi rồi. Nó ăn đi. Thôi đi. Có tỉnh không? Cái mặt không thèm quà đúng không? Hả? Rồi. Chợ hạ thế. Bảo đi nhận quà tươi vui như kiểu phải ép buộc kìa. Thế thích đi cho ngủ nhà đây. Cho nhà ngủ nhá. Béo. Này có quà rồi, mai về là...
Thật sự là đối với cả những người anh như em mình là không muốn Tết đâu, nhưng mà với người nghèo mình muốn Tết đâu. Hôm nay sẽ có một món quà rất ý nghĩa cho anh em luôn. Vừa có ý nghĩa về vật chất, vừa ý nghĩa về tinh thần. Đấy. Đây, đi vào đây. Ôi, em chào chị. Đấy, mọi người, như mọi người vừa nhìn thấy chị mình ấy, xin gái. Mọi người có chồng nhưng đừng ai kia tập kia cho đấm chết đấy. Ở đây có cái gì đâu mà. Rồi, bây giờ cứ đứng xếp hàng bên ngoài. Xếp từ bé lên lớn. Không, từ lớn lên bé đi. Từ lớn lên bé, béo lúc đầu. Để em xếp hàng đứng lại. Từ lớn lên bé, xếp hàng đứng lại. Đúng rồi, thằng em đứng sau, đứng mày. Anh Tung, anh Quân. Mình đang ngủ đấy, xếp từ đây. Đây. Trao giải thưởng gọi là bé ngoan cho mấy đứa nhá. Để có một thùng bia, gọi là thì em muốn có một thùng bia tặng cho tất cả anh em mà về nhà có cái Tết ấm no hạnh phúc nhá. Sang làm gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống nhá. Nhất là anh Béo nhá, cố gắng lên nhá. Thành anh phải thành công để anh cùng em gọi là đi tiếp con đường YouTube này. Nhá, để đưa cho anh em về những YouTube của Việt Nam để đi xa hơn. Nhá. Chúng là thích không? Một thùng tí còn cái nữa nhá. Đơn ấy đó. Rồi, ok. Còn nữa? Còn. Chào chị. Nhớ cố gắng nhá. Tốt nhá, đừng có lười nhá, người như này là đuổi việc nhá. Thằng này lười, phải về đi. Riêng mày về. Đùa đùa ai dỗi mày. Hỏi em xin nhá. Hứa nhau. Có Tết em sẽ phát triển. Phát triển mạnh kênh mạnh kìa. Đúng không anh? Nhớ nhá, nhớ những gì nói này nhá. Rồi anh. Rồi, đi, về, đi. Có thằng này xây gì đâu ấy? Mày nhà nghèo mày nói cái gì hả? À? Mày nghèo mày nói xin xịn à? Nghèo nó hai đứa kem cũng phải Sài Gòn hay Hà Nội. Hà Nội rẻ đúng không? À, cầm mũ hôm về đi chùa. Đi chùa cầu phúc và cầu con lòng con bia nhá. Tớ định chúc bạn một năm mới gọi là nó suôn sẻ đẹp trai, làm ăn tôi phát tài tiền vào chữ nước tiền ra chứ, mà bạn hiểu không đấy ra chứ bạn gọi là vào gọi là ra chứ. Rồi cà phê mi bạn làm ăn nào ăn phát đạt để mua ô tô này, mua xây nhà lầu này các thứ này, mua xe cộ rồi thì cái gì cũng có tiền, đúng không? Trong ngân hàng phải vay tỷ các thứ, bạn hiểu không đấy. Nhưng mà bạn có biết là tất cả bao nhiêu người để mà được thành công là người ta vẫn là phải gì không? Cầu chùa lễ Phật biết chưa? Đúng rồi đấy. Bạn này cái này. Bạn mình lại chúc bạn rồi sang năm này là đẹp trai, mới tên là cao thêm mấy phân để lấy được vợ các thứ. Cái thằng này lại nhảy nhiều. Tết nhỉ? Hết tiền rồi, vay tiền đủ ba thùng bia thôi. Thế mà bố nào mà xếp cho mình rồi trao ấy nhỉ? Wow. Thế mà sướng không quá. Mà cái này đi không nghe đâu, uống nước ngọt nhá. Bố, ấy, cầm nước ngọt. Một lớp cũng được, một lớp nhá. Bố. Cho thùng bia. Thôi rồi. Đấy. Đấy, sao cố gắng chẳng chéo lên tí nhá. Thành công về cái như em nói nhá. Để dẫn dắt anh em theo. Chưa? Sang năm bán kênh nhá. Rồi, ok. Thôi rồi đấy. Thì đấy, bây giờ mọi người nhỉ. Ba ông nhà, bốn ông nhà mình ấy. Không phải là chỉ em mình là còn mấy anh em nữa, nhưng mà anh em nó đang đi có việc nên là tí cho em nhận sau. Thì trước mắt này em quay video để cho biết là tất cả anh em về là đều phải có cái quà gì. Mình là nói thật sự mọi người là mình được như ngày hôm nay cũng là tất cả anh em. Và cũng nhờ mình và anh em cũng được như ngày hôm nay, nhưng mà mình là cái người gọi là đứng gọi là cái chỗ gọi là chỗ của mình ấy, gọi là nói chung là người đứng đầu đi. Nói hoài mình cho nó hoài luôn đi. Đấy. Không phải tổng giám đốc nên là mình cũng có một bia và một ít quà nữa, thì quà nữa là tí nữa mình về mình sẽ ấy cho anh em, thì chỉ mong anh em về nhà cũng cái Tết gọi là ấm no hạnh phúc và có bánh trưng nhân đỗ nhân thịt cho mọi người nhá. Bà đây anh chưa lấy gói mấy, anh chưa nhớ hai thùng chờ cho lấy thùng thôi. Ai mà không lấy thôi, mẹ em tình cảm nó phải lấy. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà mình sẽ tặng em một món quà tiếp theo thứ hai cho mọi người nhá, rất ý nghĩa luôn. Đi. Anh em sẽ có bánh trưng nhân thịt, em sẽ quay những thịt. Bạn ơi. Hả? Có chiếc cái này sao đủ? Đủ cái gì? Đủ sao tối ăn. Ôi, cái này không phải để tối ăn. Chiếc phần à? Chiếc phần ý à? Đây. Từ từ làm đấy. Ok, ông này, ông miến miết to. Đây rồi, sơn béo ăn nhiều cho mình to nhá. Đó.
Anh, người ta có cầu tại vì thực sự là thịt lợn nó lên giá đấy. Thì Tết thì em sợ nhà anh em nhà chỉ có mỗi bánh chưng đỗ không bánh chưng nhân thịt. Nên là đấy thì hôm nay em muốn biếu anh em mỗi người một ít thịt về nhà bánh chưng nhá. Anh, mày kêu cái gì? Con lợn mày không ăn à? Con. Tên kêu. Ta nghèo xin diện. Nè. Cái này mình nhìn đi. Hả? Về đây. Nhà ba mẹ không? Alo. Mẹ à? Tết này có bánh chưng nhân thịt rồi nhá. Đấy. Thế là Tết này anh em có bánh chưng nhân thịt rồi nhá. Đấy. Thì thôi, cảm ơn. Đấy, thì với thùng bia cũng nhận rồi đúng không? Thì mong sao là anh em về nhà có một cái Tết gọi là ấm lo hạnh phúc nhá. Sang mới là chúc toàn thể gia đình tất cả anh em có một năm mới an khang thịnh vượng và tạ sự nhí gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Về nhà ăn Tết may mắn anh nhá. Qua Tết nên ạ. Kéo cho thích à? Có thích không? Rồi. Cùng ăn nhá. Anh cho em nốt phần này đi. Mặc dù anh em trong đây bây giờ thằng nào cũng như thằng nào nữa đều là hoàn cảnh nghèo khó mà đi lên cả. Và đi lên đây cũng chưa đi lên được rồi cái tầm có tiền nên là anh em mình đều giúp nhau cả thôi. Nên là thôi anh em cùng nhau mà cố gắng nhá. Thấy bóng không? Mạnh. Nhưng mà cho tư em hỏi chứ không phải cái nếu mà cái cục này về được mấy cái bánh chưng này thì mỗi bánh chưng một tí tẹo tí à có gọi như kiểu đấy cho có mùi thịt thì không đấy thôi vào nhà ngủ đi vào nhà ngủ tí tối còn về tất cả thì bây giờ em cũng không hết tiền rồi anh biết em không hết tiền rồi anh thịt lợn bây giờ đắt lắm ngày là mai rồi. Đúng em rồi. Em này là em quý lắm vậy này Đây này, bao luộc cho anh này, tiết chấm muối ớt ăn. Luộc luôn đi, chấm muối ăn luôn. Không phải luôn, chừng bao nhiêu, mang về cái gì. Tưởng đôi ba cân chứ còn mấy miếng này, mang có sao đấy. Thịt mình, thịt lợn mọi người biết đấy, thịt lợn đang lên giá đúng không? Và anh em mình cứ than suốt ngày than mình bảo là quả Tết này không có bánh chưng nhân thịt ăn rồi thì mình bảo là thịt lên giá thì mình cũng không có tiền thì mình mua một ít mình chia bốn cho anh em mà cuối cùng anh em lại còn kêu ca lại bảo là đẩy lọ thế cuối cùng anh em mới bảo luôn hết rồi đã thế thì không chuyển tặng nữa bây giờ những ngày của mình đây dép này mang gì đây dép này à tiền mua dép không có này tiền mua dép không có này thì lấy đâu ra thịt rồi cả bánh chưng cho anh em mình bây giờ không có chứ đừng nói đến anh em chứ mình có thì mình tiếc gì anh em là mua cho anh em mỗi người một cân ngay đấy thôi mà thì nói chung mình nhưng mọi người cũng nghe mình nói rồi cho dù mình có nghèo hay nghèo đi nữa thì tất cả là mình vẫn phải có một tí gì cho anh em không được nhiều thì được ít đấy thôi anh thì hy vọng anh em sẽ luôn luôn ủng hộ cho tất cả video của anh em mình nhé vì hy vọng mọi người sẽ càng ngày càng ủng hộ cho tất cả thành viên của team mình hơn để cho anh em mình sang năm mới có một thành công mới của nhé thành công vượt trội luôn đấy ok hẹn em clip sau nhé bye bye.